trên máy tính, bạn bật trình duyệt web này, có địa chỉ web izvu.com. đây chính là trang chủ để đào phần mềm hỗ trợ kết nối từ máy tính sách tay đối với EZCAD. Bạn vào mục download, bạn kéo xuống dưới, ở đây có các hỗ trợ các hệ điều hành khác nhau như cho Android, cho iPhone, cho MacBook, cho Windows Phone. Ở đây mình sẽ kết nối cho Windows, bạn kích vào Windows, download một phần mềm về.